Chiều 20 tháng 11, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp cuối năm 2024. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí thành viên và đại diện thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng. Năm 2024, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và cấp ủy chính ủy chính trị viên, người chỉ huy các cấp lãnh đạo chỉ đạo triển khai kịp thời toàn diện, đồng bộ có trọng tâm trọng điểm. Phong trào thi đua quyết thắng diễn ra sôi nổi rộng khắp, có nhiều nét đổi mới, nhiều hoạt động nổi bật, nhất là thi đua trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, trong đợt thi đua cao điểm và các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, trong tổ chức đại hội thi đua quyết thắng các cấp và tổ chức hoạt động của các khối thi đua trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tại phiên họp, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng đã cho ý kiến và xem xét bỏ phiếu đề nghị xét tặng cờ thi đua năm 2024 đối với các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng. Phát biểu kết luận phiên họp, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận đánh giá cao hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng trong năm 2024. Công tác khen thưởng trong toàn quân đạt nhiều kết quả nổi bật, được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình nguyên tắc. Các cơ quan đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua quyết thắng, cụ thể hóa, phát động, tổ chức thi đua với hình thức phong phú, sát thực tiễn. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu sau phiên họp các đồng chí thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng khẩn trương cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và nội dung phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2025. Cơ quan thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh các văn bản để báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương.